Phương, xin kính chào quý vị hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin tức, tiếng nói cử tri. Trong phần 2 là bản tin đặc biệt về Việt Nam. Để mở đầu, Bế Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng tối nay. Theo tin Reuters, vào lúc 3 giờ 46 sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019 đưa tin. Việt Nam xác nhận tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển của mình chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài hàng tháng một tàu khảo sát của Trung Cộng đã gây căng thẳng kéo dài một tháng với các tàu Việt Nam, đã rời thêm lục địa Việt Nam. Bộ Ngoại giao Đông Nam Á đã xác nhận hôm nay thứ Năm. Cuối ngày thứ Tư, 7 tháng 8, 2019, Reuters đưa tin rằng tàu Hai Giang Dihi 8 do cơ quan khảo sát địa chất China điều hành đã rời khỏi khu vực độc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 7 tháng 8 thứ tư tàu khảo sát Haiyan dihi 8 đã ngưng các hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam được xác định theo công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 bà Hằng nói thêm rằng hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi liên quan những vấn đề nêu trên Bà Hằng cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp đề nghị các nước tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phản của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật. Bà Hằng nói Việt Nam cũng luôn thể hiện, khẳng định thiện chí sẵn sàng thông qua đối thoại trao đổi với các nước liên quan để giải quyết bất đồng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, phát triển tại biển Đông cũng như vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Theo China Daily, tàu hải dương đích 8 có chiều dài 88 m, có thể chạy hành trình dài 16.000 hải lý và có tốc độ tối đa trên 15 hải lý một giờ. Tàu được trang bị công nghệ tạo ra hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao về cấu trúc địa chất của đáy biển. Từ đầu tháng 8, các tàu Việt Nam đã theo dõi các tàu China hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ Việt Nam. Cuộc đối đầu mới nhất ở vùng biển này, bãi tư chính, là một điểm nóng mang tầm vóc bộc pháp quốc tế khi Hoa Kỳ thách thức các yêu sách hàng hải của China. Theo RFI, hôm qua, ông Devin Torns, chuyên gia của Center for Advanced Defense Study, C4ADS, dẫn các dữ liệu của công ty phân tích hàng hải Winward nói với Reuters, Các dữ liệu theo dõi tàu bè cho thấy, chiếc tàu khảo sát của Trung Quốc hiện nay đã ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng vẫn còn ít nhất hai tàu hải cảnh hồ về ở lại trong khu vực. Chuyên gia này cho biết thêm, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã đuổi theo chiếc hải dương địa chất 8 khi tàu này quay lại đá chữ thập và dường như nay đã ở một vị trí ngay bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ông Deventer nói rằng không rõ chiếc hải dương địa chất 8 có sẽ quay lại vùng EEZ của Việt Nam hay không. Chiếc tàu này của Cục Địa chất Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thăm dò địa chấn tại các lô dầu ngoài khơi của Việt Nam, theo dữ liệu của Windward tài khoản Twitter của một tổ chức phi chính phủ chuyên đưa tin về biển Đông cho biết sáng nay, một trong hai tàu hộ vệ Trung Quốc, còn lại là Haijin 37111 đã cùng với chiếc hải dương địa chất 8 đi đến đá chữ thập. Chiếc kia đang trên đường tiếp cận chiếc Haijin 35111 gần lô 06.01. Chuyên gia Greg Poling đặt câu hỏi liệu tàu hải dương địa chất 8 đã sơi hẳn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay chỉ tạm nghỉ để tiếp liệu ở đá chữ thập rồi sẽ quay lại theo ông hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi này tuy nhiên cần nhớ rằng cuộc đối đầu ít được nói đến hơn nhưng lại quan trọng hơn là ở phía Nam nơi các tàu hải cảnh tiếp tục quấy nhiễu giàn khoang Grozneff đá chữ thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa cho Việt Nam và Philippines cùng đội chủ quyền, nhưng đã bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 1988 và bồi đắp thành đảo nhân tạo từ năm 2014. Từ đầu tháng 7, các tàu Việt Nam đã theo sát những tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập khu vực Bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đối đầu mới trên biển khiến tâm lý chống Trung Quốc lại bùng lên tại Việt Nam, nơi mà những căng thẳng trước đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội về Biển Đông đã từng dẫn đến các vụ biểu tình. Hôm thứ Ba, 6 tháng 8, Công an Việt Nam đã giải tán một cuộc biểu tình ngắn mũi trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, phản đối việc tàu hải dương địa chất 8 và các tàu hộ tống xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tuần trước, Hội nghề cá Việt Nam đã đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để xua đi các tàu Trung Quốc đã gây khó khăn cho hoạt động đánh cá ở Việt Nam.